quý vị, chỉ còn ít phút nữa là vua làng chúng ta sẽ đến với giờ thiên, giờ rước thần lửa đem về sự hòa bình, sự ấm êm trong cuộc sống. Thì giờ đây xin mời tất cả những bà con vua làng hãy nhanh chóng tập trung lại khu vực nhà rông của chúng ta để chúng ta cùng rước thần lửa thần ánh sáng trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi bây giờ đây xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy cùng hướng mặt sân khấu và xin mời ba vị thuyền trưởng chúng ta cùng hướng lên trên ạ. Xin mời ba vị thuyền trưởng ạ. Dạ xin mời ba vị thuyền trưởng chúng ta cùng hướng lên đây ạ. Anh Cường biết rồi, ba team đang 4 hàng này. Và bây giờ nhanh nhất là mời anh Tổng với hàng phó mình lên đây trước đi ạ. Dạ. Rồi phân bố đứng sau đi ạ. Dạ, 4 hàng cho họ mình chia sau. Dạ, xin mời mọi người khẩn trương, khẩn trương. Và quý vị, đây là ba tập trưởng đến từ ba bộ tộc rất mạnh mẽ của vùng đất phía đông của chúng ta. Và ngày hôm nay, ngay phút này, chúng ta sẽ phân chia và phân bố dân cư cũng như lãnh thổ để cai trị vương quốc này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm người thứ nhất mình đếm 1, người thứ hai mình đếm 2, người thứ ba mình sẽ đếm 3, sau đó chúng ta quay lại vùng trồng hàng là 1, 2, 3. Rồi, xin mời bạn áo nâu, mình nói trước 2, 3. 1, 2, 3, đếm đi ạ, 1. Đếm một. Trẻ người nó cũng vậy. Đếm đi ạ, 1. 2, 3, 1, 2. Rồi ai là số 2 đâu? Rồi số 2 bước ra một hàng. Chúng ta sẽ là con dân của bộ tộc sói cô đảng. Và đây, và những người còn lại sẽ là thuộc bộ tộc thứ 3, bộ tộc sư tử nhện. Rồi giờ đây xin mời mỗi bộ tộc cử một thành viên lại khu vực trang trí để chúng ta lấy những cái khăn để chúng ta trang bị cho đội của mình. Xin mời ạ. Dạ. Đáng tộc trưởng chỉ cần đứng đó mà hưởng thụ thôi, không cần làm gì hết đâu anh ạ. Để trời sinh ra là mình đã là người hưởng thụ rồi. Đã đóng lại những cái lực tội ác để đem lại bình minh, để mà ánh sáng. Rồi, có cây luôn nha, có cây luôn nha. Rồi, anh chị ơi, phát đừng quên phát cho tộc trưởng nha. Dạ. Đó, chính xác. À, bộ tộc sư tử vàng rất là thông minh, lên đưa cho đội trưởng trước. Dạ. Một năm đại hạn với tất cả những bộ tộc của chúng ta. Một thế lực thù địch mang tên Covid đến đây đã xâm hại vùng đất của chúng ta. Và lần này tất cả bộ tộc chúng ta sẽ cùng đoàn kết lại, tuyển chọn ra một bộ tộc mạnh nhất, vĩ đại nhất để chống lại bọn xấu xa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bình chọn đâu sẽ là bộ tộc mạnh mẽ nhất của chúng ta trong ngày hôm nay. Nãy giờ hưởng thụ là tới lúc em làm nè. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mở một đoạn nhạc bất kỳ. Tổng trưởng có nhiệm vụ nghe đoạn nhạc này và biên đạo động tác cho tất cả các thần dân trong bộ lạc của mình nhảy theo. Bộ tộc nào nhảy đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất sẽ có được 5 điểm cộng trong cuộc chạy đua tộc trưởng ngày hôm nay. À, trái đời chuẩn bị nha. Dạ.
Rồi chúng ta hãy cổ vũ nha. Hãy cổ vũ bộ tộc bóng đêm Sói Cô Đột và Sư Tử Vàng. Cả nhà sẵn sàng chưa? Một. Đây là đoạn nhạc của cả ba tộc trưởng nha. Nghe trước nha các bạn ơi. Dạ Ngân, cái này là nghe nhạc thôi mà làm như dữ vậy. Đề nghị đem tộc trưởng này đi. Năm sau nghỉ. Em cũng tính làm hết năm nay rồi đây. Em làm mấy năm rồi, năm sau cháu kêu em đó. Em tính hết rồi. Rồi. Các thần dân của các bộ lạc mình đâu? Hãy thể hiện sức mạnh, ý chí và sử dụng mạnh của chúng ta. 1, 2, 3. Bắt đầu. Và mọi người lưu ý, đây sẽ là một hành động để rước thần lửa, vị thần tượng trưng cho sức mạnh, vị thần đem lại sự ấm no, xua tan bóng đêm, đánh lùi những kẻ thủ ác. Và xin mọi người chúng ta hãy cùng nắm tay bạn mình và đưa lên thật cao. Hãy cùng trung tâm lên sức để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Anh ơi, cái cây giữa đang đốt cây đó là chết em luôn á. Dạ, mời tập trung vô trong ạ. Và sau đây, chuẩn bị. 1, 2, 3, cầm đi anh ơi.
Và giờ đây xin mời mọi người, chúng ta có thể tập trung phía trước để chụp lấy hình ảnh logo thật đẹp chúng ta. Chúng ta sẽ có 2 phút anh chị ơi. Thành thủ ra phía trước anh chị ơi, ra phía trước mới chụp ảnh được nha. Xin mời mọi người ạ. Rồi số 2, thả tim, thả tim. Rồi anh ơi, anh nhận bộ đồ này giùm em, anh mặc vô giùm em luôn. Anh mặc đi hả? Rồi anh, một người nữa, một người nữa. Rồi sư tử vàng, ai à? Anh lên đây, anh nhảy giờ nè, đúng rồi, lên đây, rồi tự mặc chứ không? Rồi lên đây, đây sẽ là những thành viên nòng cốt đội quân tiên phong của chúng ta. Tự dày ra, tự dày rồi mới mặc được nha. Trời cho chị nào là quân tiên phong hả, mặc váy sao mặc? Trời ơi, trời sư tử vàng tàn nhẫn, biết bao nhiêu anh nam đưa chị nữ lên làm. Thôi mặc váy, thôi. Rồi mặc vô luôn ạ. Đúng rồi, phải cởi giày, phải nhắn vô mình nha. Anh ơi, mang vô luôn anh. Cởi giày ra, mang vô nha luôn. Cái này là còn hình ảnh của chúng ta nữa anh ơi. Dạ, hình ảnh bộ đồng nha. Đó, bộ này là ngầu luôn á. Không vô. Trời ơi, chị nói sinh ra đây mặc bộ đồ đó luôn đó. Trời ơi, bộ đồ được xếp như là một Tony đóng dài. Trời ơi, các chị qua đây cánh con khủng long này dễ thương không? À. À. Cao to lửa. À đây, từ từ, cho chị nó cắn nhanh nha. Quá trời. Bỏ tay mọi người. Và chúng ta hãy dành một tháng tay thật lớn rồi nhiệt để chào đón ba vị tướng quân tiên phong trong chương trình ngày hôm nay. Và giờ đây còn chờ gì nữa, hãy nắm tay xung quanh đống lửa để chúng ta cùng đốt lên ngọn lửa tinh thần để cùng rước thần lửa về đây. Ngay lúc này xin mời mọi người, chúng ta hãy tiếp tục nắm tay thành một vòng tròn thật lớn mọi người ơi. Xin mời mọi người nắm tay vòng tròn thật lớn mọi người ơi. Oh,
nha. 2468 ok. 2468 ok. 2468 ok. Bên đây 24 vỗ tay. Đó thôi, đó thôi. Một nhóm B thành chiến, B thành chiến. Rồi điểm danh nha, 15 người nha. Ê, nhớ này đâu có khỏi điểm thì mệt nha. Bỏ khỏi, bỏ khỏi. Mỗi người nhắm tay nhau thành một vòng tròn. Vòng tròn lớn như hồi nãy á, vòng tròn lớn như hồi nãy luôn á. Một vòng tròn lớn nha, bạn chết nha. Các anh chị thấy đầu nó phát sáng là kêu em liền nha, đi ngang cái này nguy hiểm quá. Bỏ thổi, bỏ thổi. Bây giờ cấp độ sẽ cao hơn. Nếu như mà điểm chân thì em nói bao nhiêu chân mà các anh chị phải để bao nhiêu chân trên mặt đất nha. À, co lên kéo lên cái nào không biết nha, mà phải tính trên mặt đất nha. Bỏ thổi, bỏ thổi. Kết một nhóm 5 người mà 4 cái chân thôi. 5 người 4 cái chân trên mặt đất thôi. Đây là những bài tập luyện giúp chúng ta có thể chống được giặc ngoại xâm và ẩn nấp khi cần thiết. 5 người 4 cái chân trên mặt đất nha. Thì cái gì đây là võ công phát phương trong truyền thuyết Lăng Ba Di Bộ. Và nó không để sợ là sân đầu ta đúng không ạ? Rồi ok, quá ổn bên đây ha. À, bên đây có chú gấu xinh xinh nè. Rồi bốn cái chân, trời cái chân ngắn ngủn, cục nhỉnh thấy thương quá. Rồi ok quá ổn. Trời ơi chị này sướng quá, ba bốn người ổng chị luôn. Rồi ổn luôn, bên đây, bốn chân nha. Ok. Bên đây, bốn chân ổn nha. Quá hợp lý, giữa đây. Dễ sợ lúc nào được ẩm hết. Rồi quá ok luôn. Trời đất ơi quần áo gì mà tụt hết trơn rồi. Rồi ok. À đây không được lợi dụng nữa. Thút. Thút 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 thút. Thút. Làm theo lời nói nè. Thút. Tha. Thút. Tha. Tha. Đấy đấy đấy. Hết sức bình tĩnh nha. Nha. Sẽ nháp nha. À, trước kẻ thù hết sức bình tĩnh, bắt đầu cuộc chơi nha. Mình rất thích những động vật dễ thương tròn tròn. Bộ đồ bọn đẹp lắm á. Thúc. Tha. Tha. Vô đây, vô đây. Vô đây, vỗ tay, vỗ tay. Bạn mình được thử với vỗ tay. Thúc. Tha. Tha. Đào vô đây luôn anh. Em không biết ai bán cho anh cái áo này mà tội nghiệp cái áo luôn đó. Quá trời cái bụng rồi. Không giấu được cái dòng nào luôn. Thích. Tha. Tha. À, đi vô luôn anh nha. Nãy giờ anh nhìn em mắt lạ lắm nha. Biết anh muốn vô trong lắm rồi. Thích. Tha. Tha. À, vô luôn, vô luôn, vô, vô luôn vậy hả? Nhiều khi nhìn người này bắt người kia. Nè. Thích. Tha. Tha. Anh vô luôn anh. Rồi. Mời bạn vô luôn ạ. À. Thích.
vô đây còn chốt này nữa, bình tĩnh nha, rồi vô luôn em, vỗ tay mọi người ơi. Và xin mời tộc trưởng nha, bộ tộc số cô độc chúng ta bước vô đây nha. Rồi một hàng dọc dừng trước thẳng lấy anh làm trưởng nha. Rồi cứ qua đây à. Mọi người ơi, vỗ tay mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập hướng tiếp theo, bài tập hướng ngụy trang. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai là những chú vịt. Rồi xin mời hai mọi người chân rộng bằng vai rồi hai đầu gối khép vào nhau hai khuỷu tay chúng ta cũng khép vào nhau, đưa hai cánh tay ra ngoài ngụy trang trước kẻ thù. Đấy liễu quan trọng nữa, mông đưa ra sau, ngực ửng ra phía trước. Chuẩn nha. Trời ơi, cái body anh quá đẹp luôn anh ơi. Có khi nào anh chơi vòng này xong đất áo luôn anh. Rồi, chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ hát bài Một Con Vịt cho mọi người ơi. Vỗ tay đánh xeo. 2, 3. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cắp 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 cắp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bẩm, lúc lên bờ vỗ cái cánh cho khô. Vỗ tay. Chưa hết, đằng sau quay. Mỗi lần chơi mỗi lần khó. Rồi vẫn là tư thế chú vịt, chú vịt nha. Rồi bây giờ mọi người làm theo giờ làng nha. Khi nói là vịt đe đe là chúng ta sẽ đi nha. Vịt đe đe đó, mông phải lắc nha, mông lắc mỏ cái chu ra. Vịt đe đe. Cứ nhiên theo lệnh là vịt đẻ thì hai tay chúng ta phải nhanh chóng hứng vào cái phao câu của vịt đứng trước. Để làm gì? Để hứng trứng, để bể trứng là vỡ kế hoạch nha. Vỡ tay mọi người. Hai chuẩn bị. 2, 3. Vịt đe đe. Hứng trứng. Anh xong hứng nha. Vỡ tay mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin mời mọi người chúng ta về chỗ. Đứng lại đứng. Bài tập hướng tiếp theo, cấp độ sẽ nâng cao lên một chút. Tay đâu. Tập hướng vào những bộ phận cơ thể trên người của mình nha. Rồi các anh chị nha. Trái nhãn, hai tay để lên hai con mắt của mình. Trái nhãn. Trái phải chưa? Trái chân để ngay cùng cổ. Để nha. Rồi. Bưởi đâu bưởi? Trái tay, không có trái gì để lỗ tay, trái tay. Không có trái chuối nha, mà trái chuối rồi rồi. Người có người không nha, nói vậy chết luôn ha. Rồi, chuẩn bị nha, làm theo lời nói, không làm hành động. Rồi, trái tim nữa nha, mình có trái tim nữa nha, là bốn trái nha. Rồi, 2, 3. Trái nhã. Trái cổ. Trái chân. Ơi, chơi mình mở mắt ra đi, nhắm mắt ra, mắt ra vừa phải ra cho ta sống nhé. Trái tim, trái nhãn, trái chân, trái chân ngay cổ đó, trái chân ngay cổ đó, trái chân ấy quả chân ấy. Trái chân à, đúng rồi. Em lại sai. Em hứa với anh là suốt cuộc chơi ngày hôm nay lòng nào cũng có mặt anh trong đó. Kết cả văn lâu lắm rồi. Trái tim. Trái nhã. Trái chân. Trái nhã. Trái chân. Trái tim. Trái tim. Rồi anh vô anh. Những cái thành viên hay ý kiến thì bị bắt lắm anh. Rồi. Trái nhã. Trái tim. Trái chân. Rồi vô đây đi. Ủa cái mặt quen quá vậy. Ôi cái gì. Sau vòng chơi ngày hôm nay em sẽ nhận được một cuốn lịch của Hà Trắng, thành viên rất là nhiệt huyết, giọng nào cũng được thua hết á. Vỗ tay. Trái tim. Trái nhãn. Trái chân. Vô đi anh. Anh nhí nhãn quá, vô luôn anh nha. Trái tim. Trái nhãn.
đây, vô đây. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu cho thoát. Đó. Các anh chị thấy chưa, tầm nhìn lãnh đạo à, khi có biến là chủ động, đi là chỗ khác. Trái tim, trái nhãn, trái chân, trái nhãn, chào vô đây luôn. Bộ đồ Noel ha. 2, 4, 5 được con người nữa. Trái tim, thành viên rất nghiêm túc, lúc nào mắt không nhìn gì đóng lửa hết. Tập trung nha, hết sức tập trung nha. Trái nhãn, trái tim, trái nhãn, rồi vô đây luôn. Vỗ tay mọi người ơi. Tay đâu, tay đâu. Một đám thật lớn dành cho những người bạn chúng ta ngày hôm nay. Đây sẽ là một dòng thi cực kỳ đặc biệt. Bạn tên gì? Tên gì? Em tên Hương ạ. Cái gì Hương bạn? Thảo Hương ạ. Thảo Hương, anh tên gì anh? Đức Nam ạ. Đức Nam nha. Yeah. Bạn tên gì? Em tên Quỳnh ạ. Quỳnh, cái gì Quỳnh bạn? Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh, cái gì Quỳnh bạn? Dạ, Nguyễn Quỳnh ạ. Nguyễn Quỳnh, rồi con bạn? Em Tiến Chi ạ. Tiến Chi, rồi anh? Mì Hoàng Có. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. À, tên tên mà, rồi xin mời bạn, bạn tên gì? Em Hồng Thủy ạ. Hồng Thủy, vỗ tay những cái tên rất đẹp các chị. Và đây, đây là một cái buổi giao lưu với tất cả mọi người. Mọi người chúng ta sẽ cùng giới thiệu bản thân của mình, mà không phải bằng một giọng nói, mà bằng body language của chúng ta. Các anh chị làm theo giao phát. Và chúng ta sẽ dùng mông của mình để viết tên của mình trên không khí. Đây là mẫu trước nha. Rồi, chú V nha. Em Em Chị A. Em Em N. Em Đó, chú B. Em Em H. Em 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 A. Em 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 Chú T. Em Dấu sắc. Mời em ra viết trước nha. Anh sẽ trách nhiệm lòng tướng cho em luôn nè. Viết hai tên tôi nha. Không còn chơi nha. Mình đẳng quá vậy. Hai bữa mình đẳng quá chơi nha gì. À, một tên thôi, một tên thôi, một tên thôi. Cái mặt xanh lè, xanh lét, mọi người quá. Rồi, quay xuống em, quay xuống, quay xuống. Thôi, năng nỉ cái gì, nghĩ đại đi nghe. Em muốn ghi chữ hoa, chữ thường cũng được rồi. Thôi nha, chữ thắt. Ẻm, ẻm, ẻm. Tổ đăng kiếm, tổ đăng kiếm. Nói chừng này nha, rồi. Chữ ư. Ổn. Nè. Quá trời đất rồi. Ba chữ thôi. Ba chữ đâu quá dễ luôn rồi. 2, 3. À, thế à. À, thế mà. À, chữ lên hơi méo nha. Rồi, tiếp theo. Thưa các anh chị, một giây phút mà rất nhiều người mong đợi vô. Em ơi, để tránh cho cái chữ mình ngạt nhòa đó thì mình ngạt kéo áo lên chút xíu nha, tại vì mọi người không thấy được cái chữ của mình đó. Chữ Quỳnh nha, cái tên em cũng là mắt léo lắm nha, em gán nha. Rồi, chữ Quy. 2, 3. Đó, quá cố gắng. Rồi, chữ U. Em ơi, chữ em nhỏ nha, em phải viết dài dài chút xíu chứ. Rồi, Y dài. Chữ N, chữ N. Rồi, chữ H. Nha, giữ quyền em. Nha, 2, 3. Chà, quá xuất sắc, vỗ tay. Đây, đó là thành viên tiếp theo à, thành viên tiếp theo đó. Rồi,
chi cũng rất dễ nha. Chơi khắc in rồi rồi chữ C. Ok, nhưng tiềm năng à. Rồi, xin mời chữ H. 2, 3. Trời ơi, quá đẹp. Cái này là dưới thư pháp luôn rồi. Chữ I. Dỗ tay. Rồi, Thành Vy tiếp theo rồi ạ. Hồi nãy nhớ mấy người nữa. Có tên, có anh. Nó lên đây anh. Tên có 2 chữ thôi ạ. Tên có 2 chữ thôi. Quá dễ rồi. Xin mời anh. C. C. Quá dữ rồi. Vỗ sắc bài lên. Vỗ tay. Hết chưa? Một cảm ơn thật lớn à. Còn à. Đây. Nữ streamer số 1 của chúng ta. Đứng ra đây. Đó. Quá trời quá đất rồi. Bình tĩnh. Đây chương trình ca cộng hân hạnh tài trợ chương trình này. Tên gì tên chị bạn? Thúy. Thúy rồi chữ Thúy nha. Chữ T. 2, 3. Chữ H. Quá xuất sắc. Chữ U. Bao nhiêu năm cực khổ squat nay mới có dịp thể hiện nè. Chữ Y. Dỗ sắc. 2, 3. Dỗ tay mọi người. Bảo đuổi. Hỡi ba người đứng trong một nhóm mọi người ơi. Đây. Anh bình tĩnh, anh cứ đứng đó, sẽ có chỗ cho anh. Rồi, bây giờ người thứ nhất và người thứ ba, chúng ta sẽ nắm tay lại với nhau. Để người ở giữa ở lại, chúng ta sẽ bao bọc lấy người giữa, đùm bọc họ bằng tình thương, sự ấm áp của chúng ta. Thấy ơi. Đó, người thứ nhất, người thứ ba, chúng ta sẽ nắm hai tay lại với nhau nha. Rồi, xin thông báo vị trí mới của chúng ta. Người thứ nhất và người thứ ba sẽ làm cái lồng chim. Người ở giữa sẽ làm con chim. Nè. Đây, bình tĩnh nha. Lồng đâu? Chim đâu? Chim đây. Nghe theo sự hướng dẫn của già làng nha. Lồng đâu? Chim đâu? Chim đây. Xoa bụng chim đi. À, nói cái gì phải làm cái đó nha. Xoa bụng chim nè. Lồng xong. Đề nghị cái lồng này không nên nhiệt tình quá nha. Xoa bên ngoài thôi, lòn tay vô làm cái gì. Chim đâu? Chim đây. Chim vuốt đồi lòng, vuốt cái đồi của lòng nha, vuốt từ rất yếu nha, vuốt xuống. À. Đây. Anh ơi, anh vuốt xuống cho anh giữ cho ngay giữa hoài nha anh. Anh ơi, anh đừng có bầu ra nữa, anh vuốt xuống đàng hoàng đi. Anh cứ xoa anh mấy ai chịu nổi. Đây, lòng đâu? Lòng vuốt lưng chim. Đó, vuốt lưng chim. Đây, chim đâu? Chim đưa mông ra đằng trước. Này, cửa trước nha. Rồi, đó, chuẩn bị nha. 2, 3. Ngoe ngoẩy. Đặt đích. Rồi, lòng đâu? Lòng đây. Lòng phổ đích chim. Đổ vô hả? Trời ơi, chim này tự nguyện như thế. Vỗ 4-5 cái giờ đứng cười. Rồi, chuẩn bị. Lòng mở cửa trước. Nha, mở đưa cao lên nha. Nhưng vẫn nắm tay nha. Lòng mở cửa sau, dơ cao nhưng vẫn nắm tay. À, dơ tao vẫn nắm tay. Rồi, chuẩn bị. À. Chim đâu? Đưa mở ra đằng trước. Gật gù. Chuẩn bị. Lòng đứng em, chim tìm lòng ơi. Chạy. Rồi không còn cái lòng mình nó chui về cái lòng cũ. À, lần đầu sẽ nhắm rồi lần sau là phạt nha. Lòng đâu? Chim đâu? Anh tranh thủ chạy nha, em kêu hai lượt anh không có chỗ là bị bắt đó nha. Rồi lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chim đâu? Chim vuốt eo lòng.
Vút eo đi, nắm tay lại anh, hai nắm tay lại nè, vút eo lòng. Đây, lòng đâu, lòng đâu? Lòng vút mỏ chim. Vút mỏ nha, vút mỏ chim nha, rồi. Chim đâu, chim đâu? Chim chọt vào rốn lòng. Chọt vào rốn mới chịu nha. Lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chuẩn bị, chim đứng im. Lòng tìm chim ơi. Con chim màu trắng nha, con chim màu trắng nha. Hay quá, từ con chim ra một cái lòng luôn. Rồi, có một con chim đứng làm bậy ngay gốc cây, bắt quả ta. Đi đâu? Định trốn hả? Đây, lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chim đâu, chim đâu? Chim vuốt chân lòng đằng sau nha, vuốt chân đằng sau nha, vuốt chân đằng sau nha. Rồi, lòng đâu, lòng đâu? Lòng xoa bụng chim. À, có chim có lo chưa? Rồi, chim đâu, chim đâu? Chim sờ má lòng. Lòng đâu, lòng đâu? Lòng đấm lưng chim. À, chuẩn bị nha, chung kết nha. Lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chim lòng chạy tán lòng. Đậu quá. Ai bắt đây bắt được con chim đại bàng luôn. Hết dầu, chim không có lòng thì bắt nha. Hay quá, hay quá, hay quá. Đây, lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chim đâu là chim đâu? Chim vuốt cổ lòng, vuốt cổ nha. Lòng đâu, lòng đâu? Lòng xoa mông chim. Thưa các anh chị, nơi bắt nguồn những cuộc tình ngang trái. Tôi kêu xuống là anh bóp dữ vậy. Nhẹ nhàng thôi trời. Lòng mở cửa trước. Lòng mở cửa sau. Chim đâu, chim đâu? Chim đây, chim, chim đây. Xa bụng lòng, xa ừ chứ hết cả. Trời, quá trời cái bụng. Ôi. Vỗ tay thật lớn mọi người. Báo thổi, báo thổi. Mọi người nắm tay lại với nhau. Lần này sẽ là sự gắn kết thật sự và chúng ta nắm sát vào với nhau và chúng ta sẽ nắm tay đằng sau lưng nhau nha, nắm xen kẽ. Người thứ nhất, người thứ ba chúng ta sẽ nắm vào cái gì? Đúng rồi, sát vào luôn, đúng rồi, nắm tay đằng sau lưng nhau nha, tạo cái thế cực kỳ vững chãi nha. À, đó, rồi, vòng tròn không vô. Dạ, bên đây không vô. Thì ra, đó, để né đóng lửa ra, nghe mùi thịt nướng rồi đó. Rồi, bình tĩnh, thưa các anh chị. Năm nay chúng ta đã trải qua rất nhiều những cơn bão. Thì giờ đây chúng ta sẽ tập huấn ứng phó trước tình hình bão cấp tốc. Rồi, các anh chị sẽ là những hàng dương, những hàng cây ven biển. Chúng ta phải có sự đoàn kết để chúng ta có thể vượt qua cơn bão. Em sẽ đóng dài cơn gió. Gió đi đến đâu là cây phải nghiêng tới đó. Lưu ý gốc cây không được bứng lên, tức là mình phải đứng yên tại chỗ. Người có thể di chuyển uốn éo cách nào người biết, và chúng ta sẽ dùng lưng để tựa lưng ngã, để di chuyển ngã đi phía sau để không cho bạn mình té chỗ nào, té chỗ được đó. Đặc biệt cái cây đại thụ cây này, cái cây này cái gốc thì yếu mà cái thân bự quá bình. Đó, chuẩn bị nha. Đó, thành viên nào trúng phải tay của em là bị phạt, bị bắt nha. 2, 3 ngáp chứ nha. Rồi, hãy tạo thành một cái thế cực kỳ vững chắc nha. 2, 3 bảo cấp 1. Chỗ nào vô ra thì đưa phát nha. Mình hấp bụng luôn, hấp bụng luôn. À, đó, bây giờ là thiệt nha. Thưa các chị, quả nhiên là tiên đoán mà tổ chức thành viên năng nổ nhất cuộc thi ngày nay, mời em bước vô luôn. Không có dòng nào mà có thể nói là bỏ rơi mà tổ chức hết.
vẫn rất là nhiệt tình. Mời em bước vô luôn. Tiếp tục. Cái này không đúng bụng mà trúng cái mỏ của anh. Rồi mãi đúng chùm. Đó, giờ mãi công cảnh nè. Đây, dòng tròn không vô. Không vô. Giảng ra nha, dòng tròn không vô. Rồi, đó, càng rất nhiều gốc cây chúng ta càng có nguy cơ rất nha. Vỗ tay. Rồi, làm lại nha. 2, 4, 5, 9, 5, 2 người nữa thôi. Bảo cấp 6. Bị bắt rồi đây. Mời hai bạn bước vô luôn. Bắt lần hai người đi mệt. Vỗ tay mọi người ơi. Rồi giãn cách ra đẹp lại mọi người ơi. Bắt kia đã bắt hai anh chị nữa mà. Lên đây. Mấy khi mình phải lên cao bể. Lên đây đi. Ít quay chơi lần nào cũng thua lần đó. Như em thì đó em bước lên đây. Cái này là duyên số nha. Đó là đó là một, nãy một cặp nữa hai anh chị đây nè. Anh đi chịu đỏ. Alo, đừng có đâu, quay phim ta ghi hết rồi, lên trên ngã ra gì ai cũng thấy còn đâu nữa. À ngã gần ranh đó mà ai nữa đâu hết rồi. Ai muốn sao vậy? Ok rồi anh ơi, anh thích bộ phận nào trên người của anh này? Lưu ý bộ phận nào người ta chọn rồi mình không được chọn lại, vừa chọn tay là nguyên cánh tay không được chọn nữa nha. Anh thích bộ phận nào trước này? Cổ. Rồi thích cổ là cái đầu không được chọn nữa nha. Rồi anh thích bộ phận nào của chị nào? Đó. Tay là dính trên cái phần cổ là không được rồi, cánh tay không được rồi, anh chọn từ ở phần cổ đổ xuống nè. Cái chân nha, chỗ nào của chân? Chân nó dài lắm nha, từ bàn đổ xuống nha, anh chọn chỗ nào? Ở dưới là cái gì? Bóng chuối. Em thích chỗ nào của anh này? Cái chân bên trái là bên phải là anh xài hết rồi đó. Rồi, cổ là xài luôn, tay thôi, em chỉ còn phần cổ xuống tới ngực thôi. Dưới ngực xuống rồi, rồi chọn cái gì? Cái rốn, ok, vỗ tay. Anh thích chỗ nào của chị này nó hi. Bữa nay anh mông ngực thích như nhau. Mông ngực thích như nhau. Mông hay ngực cái mông chỗ thôi. Nhau chọn chỗ thôi. Anh thích chọn một chỗ. Mông hay ngực. Mông đi. Rồi ok mông rồi. Chị thích chỗ nào của bạn này nhất? Nè chỗ nào, tay nào, chân bên trái phải nào là người ta chọn hết rồi. Tay. Chỉ còn ngực nè. Eo hả? Có eo đâu. Không có eo, ông này không có eo, khỏi gì hết. Tay. Eo, rồi. Anh thích chỗ nào của chị này? Để em xem nào. Sợ ngứa, em nhỏ dưới vậy. Chỗ nào anh? Chị này à? Không, được rồi, chị nó hết được rồi. Mà em thích mà. Rồi, để lần sau. Đâu, thích đôi bờ vai. Đồ vai, vỗ tay cái gì? Rồi, mọi người làm chứng nha. Thích bộ phần nào đã có hết rồi. Rồi bây giờ thích chỗ nào hơn chỗ đó giùm em. Anh qua. Đây. Vô đây, mấy khi bao nhiêu tâm tư muốn nói bao nhiêu lâu nay. Má là mình em may. Rồi, xin rồi, nã thích chỗ nào, nã thích chỗ nào với chị? Bắp chuối thì trời cái đó nó bình thường, chị đưa cái giò ra, uống cái bóc là xong. Nhanh lên chị. Để mọi người còn chờ, bao nhiêu người chờ, đưa chân ra chị, đưa chân ra. Đây, ba. Rồi, anh xin mời. Cái gì, không có đâu quay. Đâu có làm vậy được, tôi quay phim ở đây. Nhìn lên. 2, 3, đưa chân. Rồi, cốt. Vỗ tay. Nãy chị thích chỗ nào của anh? Em áo lên.
con cái bụng cho tao thấy được, cái áo lên. Này chị chọn, con có sự chọn rồi, xin mời chị. Rồi, 2, 3, 2, 1, sát xuống. Lẽ lắm người ta chờ đợi kìa. Nhanh lên bao nhiêu người xếp hàng. Dễ mà, chân người ta còn hôn mà. Chân chị vẫn còn hôn. 2, 3, cuốn sát xuống. Rồi, thấy chị áo đỏ rồi. Chị đứng ra đây. Anh này rất khôn nha. Chị được cả hai luôn đấy. Bây giờ chị muốn thực hiện trước hay để mình thực hiện trước? Yeah. Rồi ok, anh không mong gì trước đi. Chị kêu bỏ qua cho anh không trước đấy. Rồi em tập tảng trước này. Chị đưa dối chị. À, hai. Em tập tảng rồi. Rồi rồi hai. Đó, thành cha nhỏ đây. Rồi chị thích eo không? Giờ tay lên nào. Eo đâu? Thì không đẩy tưởng chứ. Rồi để tạo dáng. Rồi tạo dáng à. Là xin mời anh thích chỗ nào? Em thích quay bờ vai. Ê, mở tay mọi người, bỏ thổi bỏ thổi, mọi người nắm tay lại với nhau. Lời hát xin cao lên đầy yêu và cho chúng ta đau đớn nhớ mong. Và anh chị, tất cả chúng ta hãy dành cho nhau những gì tuyệt vời nhất, bởi vì thời gian sẽ không chừa một ai. Và cơn như đang bay, giấc mơ sâu giữa em anh trong tay, những yêu thương màu xanh khi bên nhau, làm sao giữa phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lòng tan đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghe lòng không nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với những anh em đồng bào, những anh em dân tộc ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người. Giờ đây xin mời dạ ba thiền tử chúng ta hãy chuẩn bị bước trước để thể hiện tinh thần, sự dũng cảm và ý chí của chúng ta. Và xin mời ba đội trưởng. Những câu những năm gần đây chúng tôi nghe được rất nhiều những câu
để có được những thứ mà người khác không có thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được. Và thưa anh chị, ngày hôm nay điều chúng ta muốn nhấn mạnh lần này là chúng ta hãy hoàn toàn tuyệt đối tin tưởng vào người thiền trưởng, người dẫn dắt và ngọn đuốc sáng chúng ta. Một tráng tay thật lớn thật đồng nhiệt dành cho ba vị thuyền trưởng của chúng ta. Với cương vị mới, với những ý chí mới, họ sẽ dẫn dắt chúng ta đến với đỉnh thành công và vinh quang. Và thưa quý vị, hãy dành cho họ sự trân quý, sự yêu thương và niềm tin tuyệt đối. Và giờ đây xin mời ba anh hãy đi bắt tay tất cả các bạn trong tổ mặt trong vòng tròn ngày hôm nay. Đây sẽ là những mảnh ghép không thể thiếu cho bức tranh thành công của CBC chúng ta. Và tất cả các chị cũng phải tin tưởng vào sự dẫn dắt, sự hy sinh cũng như vào ý chí của ba ngọn đuốc sáng chúng ta, những vị tiền trưởng rất tuyệt vời. Dạ, xin mời anh. Xin mời anh hãy chia sẻ những cảm xúc ngay tại giây phút này ạ. Thực ra là bây giờ là anh rất là... Anh kia nói gì nhỉ? Mất giọng đúng không? Mất dạy. Nếu mà nói về mất dạy thì mất 3 tháng rồi. Còn là nếu mà mất giọng thì em vẫn còn giọng anh kia ạ. Thế còn là hát chắc chắn là sẽ hát tặng anh em một bài. Thế còn là nếu mà nói về cảm xúc nhà MC nhỉ? Thực sự là một cảm xúc bây giờ đấy là rất là lâng lâng. Rất chill. Lâng lâng vì không biết nói gì cả. Thực sự như lúc đấy mình vẫn nói là hôm nay là một trong những cái ngày cuối năm gần tới ngày kết thúc của năm 2020, đúng không? Bước sang năm 2021 ai cũng bận, đúng không? Còn mấy ngày nữa là hết năm rồi. Và còn em không biết mấy giờ rồi nhỉ, đúng không? Một giờ chưa? Chưa anh ơi, overlay mà. Tức là hôm nay là vẫn là ngày 26 đúng không? Đúng không? Vẫn là ngày 26, vậy thì mình vẫn còn là 5 ngày nữa mới sang năm mới, đúng không? Thì con vẫn nói là như thế này. Cảm ơn tất cả
bố mẹ. Bố mẹ này không, nhưng mà đây là u, đúng không? Các chị, chị Hạnh, chị Thanh, đúng không? Và các bạn là em, đúng không? Chúng ta dành một cái thời gian, đúng không? Cuộc sống gia đình, dành một thời gian để chúng ta tụ tập đến ở đây, sum họp ở đây, đấy là cuộc sống của gia đình GVC, đúng không? Chúng ta chia sẻ những cái khó khăn, đúng không? Chia sẻ những cái kỳ vọng của năm 2021. Đấy. Không, kỳ vọng của năm 2021, đúng không? Một lời chỉ nhắc, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người chơi vui không? Ai vui giơ tay. Mọi người muốn chơi tiếp không? Ai vui giơ tay. Ai chơi tiếp giơ tay. Mọi người hứa là năm sau chơi nhá. Chơi tiếp nhá. Chơi tiếp. Ngắn gọn và xúc tích. Năm sau chúng ta phải chơi tiếp. Chơi tiếp. Để chơi tiếp thì làm nhé. Làm tiếp. Yeah. Và anh chị, chúng ta có cùng hứa với nhau là sẽ cùng cố gắng, cùng vượt chỉ tiêu và dân số để chúng ta tiếp tục những cuộc vui và tiếp tục những thành công tiếp tới với chúng ta, đúng không ạ? Để vì chúng ta ơi. Đầy cảm xúc và nhiều lời nói từ tận trái tim. Và đây là những lời tiên ơn, là những lời hứa rất tuyệt vời của những vị thuyền trưởng sẽ mãi mãi bên cạnh GVC và sẽ cùng dìu dắt chúng ta đến với những bến bờ vinh quang, với những chiến thắng và những tầm cao mới. Bởi vì chúng ta là gia đình GVC. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và chúng ta hãy cùng hát với nhau một lần này nữa các chị ơi. Và đến kỳ ngày hôm nay, núi rừng Tây Bắc đã làm chứng cho tình cảm của chúng ta. Và nguồn động lực rất mạnh mẽ từ những người dẫn đường, từ những người anh cả, từ những người thuyền trưởng sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp chúng ta có thêm năng lượng và tiến lên phía trước. Và hãy tin tưởng vào năm 2024 đầy thành công, rực rỡ và hào quang của CVC. Xin cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Và các chị hãy nắm bàn tay của người kế bên. Thời tiết đang lạnh dần và chúng ta hãy truyền hơi ấm cho nhau. Ở những giây phút này không gì bằng những hành động, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt. Và hãy tiếp tục di chuyển vận hành tổ máy của CVC, băng qua những khó khăn, băng qua những vất vả, băng qua những con số, và cuối cùng tất cả chúng ta không bỏ sót người nào, tất cả chúng ta sẽ cùng bước lên đỉnh vinh quang. Với những sự bùng nổ, sự phát triển và sự tinh tiến tuyệt vời, mở tay!